Hello anh. Ok anh, đợi chút tôi đang sửa lại cái được chưa? Được rồi, quá tốt quá, được rồi. Âm thanh nghe tốt đúng không? Nghe tốt lắm anh, tôi nghe rất là rõ, rất là lớn. Ok. Đợi chút Bữa đợi nay chút. kể ra hai ông già mình tâm sự chút đi. Ok. Ok, anh chào mọi người dưới diễn đàn đi, tôi chào xong rồi mình vô luôn. Ok. Ok. Bây giờ bên này good morning, chào Việt Nam Rồi. buổi tối. À bên đó Rồi. 7 giờ rồi phải không? 8 giờ rồi, Rồi. chưa? Rồi. Chào tất cả Chào mọi anh. người. Good morning anh Phượng. À, hôm nay tại vì vô tình là mình cũng đọc ở những cái bài báo về đồ nói về đề về tự do tôn giáo nhân quyền của người Mỹ á. Họ vẫn đưa vào những cái luận điểm mà không có khách quan đối với Việt Nam mình. Thì mình thấy mình bức xúc là bởi vì nếu anh không đi anh ngồi chỗ nhà thì anh không bức xúc, còn mình đi anh như tôi là tôi đi tùm lum tà la, tôi biết được gì đó thì mình cảm thấy nó sai hoàn toàn anh, nó sai một cách hoàn toàn. Và chỉ tính vì đó là tôi muốn lên live, tôi với anh cũng bàn sơ sơ về chuyện đó. Cái điểm thứ nhất là cái vấn đề tự do tôn giáo của Việt Nam mình đó, nó có những cái mà hình như là họ họ có ác cảm với cái đất nước mình đó, nên họ vì cái chỗ đó họ kiếm mọi cách họ đè bẹp mình, đè bẹp cái đất nước của Việt Nam của mình, vì họ không còn cái gì để nói cả. Sẵn đây thì tôi cũng nói cho anh biết là theo tôi chứng kiến á, từ Nam cho tới Bắc mà mình đi á, rõ ràng là mình thấy rõ ràng những cái chùa và chiền, những cái nhà thờ mới toanh á, là coi như vừa xây dựng vừa có cái, thì nhà nước Việt Nam mình ta họ không có một cái thái độ hay là cái gì mà họ ủng hộ những sự sinh hoạt tôn giáo của Việt Nam mình rất là nặng. Bằng chứng là tôi đi về Việt Nam mà tôi xuống cái chỗ Bến Tre, anh thấy kỳ đồ, tôi quay một cái chùa mà hầu như lớn nhất ở miền Đông Nam Bộ rồi, chưa có cái dịp tại vì xe chạy lẹ quá, chứ khi rồi tôi đi Vũng Tàu thì trên cái đường từ Long Thành xuống Vũng Tàu thì nó có một cái nhà thờ rất là mới mới tinh anh, mà xây bằng cái màu xi măng, nhưng mà Ok. nó hay cái chỗ là ban đêm nó giăng đèn là cái nhà thờ tự nhiên nó nổi bật lên anh, nó đẹp cực kỳ luôn đó, hay lắm. Nói chung là nhà thờ nó mới cất đi, mới 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 cất vừa xong thôi chứ không có xa lạ gì cả, thì cũng rất là nhiều. Cái đó là một mình muốn nhấn mạnh là cái điều đó. Mình nói nôm na là ở trong thành phố đó, trong thành phố thì mình thấy rất là nhiều, từ Bình Dương, Thủ Đức, rồi từ ở Thủ Đức thì khỏi nói rồi, từ chỗ ga Sóng Thần mà cái nhà tôi mua đó, từ Thủ Đức, phường Linh Đông, Linh Xuân, là cái là hầu như nhà thờ nhiều hơn, nó thậm chí nhiều, nó chơi cho thực chất là 500 m 500 m 300 m cái nhà thờ rồi. Cái chỗ tôi ở là cái số chỗ nhà nhà của cô em vợ tôi ở thì cái đường nhà thờ Tam Hải, sau lưng nhà thờ Tam Hải thì có một cái nhà thờ gọi là nhà thờ Đông Bosco, nghĩa là cái cách cho cái 500 m 500 m thôi đã vậy rồi, nó kinh khủng lắm. Ở xuống rất là nhà thờ, rồi chưa kể cả Hô Nai, Bùi Chu Gia, nói chung là rất là nhiều. Nói chung là thì mình mới thấy là cái điều có luận điệu mà của cái đám mà người Mỹ này nó thẳng như vậy, thì họ mình nói chỉ xuyên tạc thì nó nhẹ quá, nó cũng là họ nó kết cách là cái những cặp mắt của họ đối với đất nước mình không thiện cảm, họ tìm đủ mọi cách để dìm Việt Nam vào, và có cái cớ là nó chỉ có cái cớ là tự do tôn giáo thôi. Rồi nhân quyền nó thì anh từ xưa đến giờ tôi mới nói cho anh biết là cái nhân quyền Việt Nam nó cao hơn Mỹ rất là nhiều, bằng chứng anh thấy là rằng tôi đã dẫn chứng rất là nhiều lần rồi đúng không anh, ở Mỹ anh đâu có dám làm gì đâu, anh không dám bất cứ gì nói cái miệng kêu bằng đấu võ mồm thôi, thì thực chất không có không 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 chi nhê gì ra. Việt Nam này nó tự do mà tự do thuộc kêu bằng bất trớn luôn, thuộc chế thắng luôn, cho nên là nó hầu như là mình cảm thấy không ngờ. Mình ở nước Mỹ lâu năm thì mình cảm thấy mình bối rối, mình nghĩ là mình nghĩ thế kiểu, nhưng mà thực chất là đối với người Việt Nam mà chuyện chuyện thường tình, không có cái chuyện mà ở Mỹ làm có cái chuyện mà mày có chuyên đề mà tại sao bắt tao này kia dơ dơ là lấy phone này dí 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 vô mặt này kia, đồ làm gì có cái chuyện đó, đồ nó làm gì có cái chuyện đó được. Mỗi lần mà nó bắt xuống xe kiểm tra hành chánh thôi đó nha, đưa ra vừa lên sừng rồi xong lục soát xe đặt, đó là chuyện anh tôi nó từng nói rồi, khi một người cảnh sát bất kể quốc gia nào, khi anh bộ bộ đội quân phục cảnh sát vào thì anh phải hiểu đó là đại diện cho pháp luật, dù muốn dù không, dù trái dù phải anh phải chấp hành. Rồi xong rồi anh nếu anh
nếu anh mà còn thắc mắc anh kháng cự thì ra tòa, thế thôi đơn giản thôi, anh ghi số bản tên người ta ra ở lộ giới nào, ở chỗ tỉnh lộ nào, đường nào, lúc mấy giờ, anh ghi vô trong thẻ thì bắt đầu anh đưa ra tòa anh thưa, chuyện bình thường thôi. À, đó là mình không mà như Việt Nam vui lắm, nó còn lấy thôi mình nói gì gì phản, nó phản cảm quá đi ra mình không cần nói nhiều. Nói như vậy để anh biết là cái sự nhân quyền của Việt Nam mình nó cao hơn nước Mỹ rất là nhiều lần. Nước Mỹ mà anh mình làm kiểu đó là anh nát gáo rồi, mà cái sọ của anh lủng mấy lỗ rồi. Còn có chuyện tôn giáo buồn cười lắm, có chuyện tôn giáo của nước Mỹ cũng quái quăm lắm, là anh phải rõ ràng điều là trong cái bộ luật mà coi như là cái hiến pháp của nước Mỹ là không được tôn giáo, không được quyền tham gia chính trị, cái chuyện đó là chuyện hiển nhiên rồi. À, rõ ràng cái tôn giáo của nước Mỹ nó không được quyền tham gia chính trị, anh tham gia chính trị là anh chết ngay liền, anh chết ngay, nó lôi anh ra, nó bắt anh tại chỗ luôn, không có lộn lại. Mà ở Việt Nam mình anh thấy rõ ràng từ những cái ông cha đạo, ông cha xứ hoặc là những nhà sư mà ví dụ bất mãn xã hội, bất mãn gì đó là lên lên diễn đàn rồi sau lên nhà thờ diễn thuyết chửi bới ầm ầm ĩ, có ai bắt bớ gì đâu, anh thấy rõ ràng hơn. Còn cái thứ ba nữa là cái vấn đề tự do internet. Ồ, có thằng Nguyễn Văn Đài bất dạy ở Bến Vũng Tàu, không biết nữa, nó nói là nó buồn cười lắm, nó nói nhiều cái mà tức, mình thấy mình tức cười phải không, mình thấy mình tức cười, nó phải đúng là thằng khùng, có nghĩa là nó nói những cái mà sắc sược rồi những cái mà không có sự thật, rồi có một cái con người Mỹ gốc Việt mà con ngõ nói tiếng Việt không rành, nói cà lá bắp vậy mà nó khổ vậy. Rồi nói chung là nói thiệt với anh, ở trong đất nước Việt Nam mình có những cái diễn đàn mà nó đợi, nó gọi là cái gì ta, nó gọi là cái gì, nó đấu tranh hộ cho người dân, rồi nói chuyện mình Việt Nam mình gọi là dân chủ cội đó, đại khái nó rêu ra. Ô hằng đêm tôi nghe riết tôi nhức cái đầu quá anh, tôi nó khổ đi vậy mà không, đi vậy mà không tự do từ đấy hả, mà thứ gì như tôi hiện giờ tôi đang nói chuyện với anh đây nè, cũng tự do đó. Hầu như cái mạng lưới internet của Việt Nam mình thì nó tốt hơn Mỹ đó, có nghĩa là nó bao trùm hơn Mỹ, và chỗ nào nó cũng mạnh hết trơn, chỗ nào nó cũng mạnh hết trơn. Chứ nó không phải giống như bên Mỹ đâu, có chỗ được có chỗ mất. À, cũng nói một cái điều ra nữa đây trời, con An Nhiên mà cái này nó không có lên là lý do ở chỗ đó như internet thì bị mất, thì bị bão hay sao nó bị mất 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 chưa khắc phục được, chưa khắc phục được, thành ra nó vắng mặt đó. Thì tôi nói cái điều là mình cái này mình là người dân thì mình không phải là lên án, nhưng mà mình phản ảnh những cái điều mà bên phía bên kia đại dương họ nói sự nói sai sự thật về Việt Nam, anh thấy rõ ràng rồi. Ở đây anh cũng ra về rồi, mà hiện giờ tôi cũng là người Mỹ gốc Việt đây, tôi đang ở tại Việt Nam đây, và tôi hiểu được rất rõ ở những cái xã hội Việt Nam mình, những cái mà mình phải nói là cái điều mà nhà nước lo lắng cho những người dân ở đây mình, cái người dân mà ở trong thành phố thì mình không bàn tới nữa, bởi vì họ rất là giàu có, mình đủ ăn đủ mặc luôn đó. Thậm chí những cái nhà hôm thứ ba hôm kia tôi có lên live anh, tôi cũng nói chuyện về những người dân tộc thiểu số mà sống ở Phan Thiết hay mà vùng núi đó đó, thì nhà nước cũng hỗ trợ, họ cất nhà luôn đó cho anh, họ cất nhà luôn á, cất nhà bề ngang khoảng 4 mét hay 5 mét gì đó, không biết, thì chiều sâu là khoảng cũng 10 mét, nhưng mà đặc biệt cái nhà của nhà nước cấp là nhà họ không có tô, tức là họ cấp theo ở trong cái địa phương đó họ cấp rồi họ phát sổ đỏ cho họ. Tất nhiên nhưng mà cái người dân tộc nó buồn cười ở cái chỗ anh, mình không trách được họ được, bởi vì cái văn hóa và họ sống cái cuộc đời du canh du cư nó quen rồi, cho nên họ không có ở chỗ một chợ không chịu, những người họ chưa hòa nhập với lại cái người Kinh, cho nên vì đó họ 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 ai dụ là họ bán cái nhà họ đi, bán nhà đi ông ơi, bán nhà đi, giờ nhà nước cũng phải chịu thôi chứ biết làm sao giờ. Giờ có nhiều người ta nói trời đất ơi, phát cho nó 15 triệu tiền giúp đỡ để mà về mà để mà sinh hoạt gia đình, để mà coi như tiếp thu để xuống người Kinh để mấy nó treo 15 triệu trên nóc nhà nó không xài nó không biết xài tiền đúng không, ghê không, nó không biết xài tiền luôn. Mà chuyện có thật nha, người dân địa phương họ nói đó, họ không biết xài tiền đó, nó buồn cười vậy đó. Chỉ có cái điều là ngày nào cũng vậy, lên rừng rồi mang cái gùi sau lưng rồi sắn măng rồi hái khoai đụm rồi xong đi xuống dưới đồng bằng, lại đi xuống dưới cái chỗ người Kinh đó, rồi trao đổi thực phẩm như trao đổi gạo, trao đổi nước mắm rồi xong, thế là xong rồi, họ không cần gì chứ, họ không cần gì đó, thì ta bị đó cái tiền đó họ không họ họ, 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 họ biết xài luôn, nó buồn cười. Mình cũng ngạc nhiên mà nó trời ơi, tiền không biết xài này, nó không họ treo nóc nhà vậy tới cả năm trời, không họ không tốn đồng bạc nữa, họ không biết xài cái gì, khổ rồi. Anh nói chuyện về cái chuyện mà gian xảo đây, nói nghe, cái mình ở đây nè, mình làm việc đó, làm với người Mỹ đó là coi như là 90 hết 95% cuộc đời của mình
chỉ còn có mấy phần trăm cuộc đời của mình ấy là mình làm cuối đời còn lại thì mình còn làm một tí Việt Nam, chứ còn mình làm việc của họ là từ ngày mình mới bước qua đây chẳng họ không có cái họ chơi bạn họ buồn cười lắm mày, họ không có quý trọng bạn bạn bè Đúng họ rồi. không có, họ chỉ có đồng nghiệp thôi chứ còn bạn bè không có. Đúng rồi. Họ và anh nói là chuyện mà đồng nghiệp với nhau đây thì tại vì là đồng nghiệp với nhau mà thành thử ra mà cái Sự giao tiếp bắt buộc hàng ngày nó phải gặp. cạnh tranh với nhau đây, khi mà tại vì là nó chỉ có đồng nghiệp với nhau thôi chứ còn nó không có bạn bè là, nhưng mà tại vì là đồng nghiệp với nhau đó thì khi chỉ nó hợp tác với nhau thì nó hợp tác rất là dễ, nhưng mà nó nuốt, nó hợp tác xong rồi nó thằng này tìm cách nuốt thằng kia Chỉ cạnh tranh đó. cạnh tranh mà, tại Đúng đồng rồi. nghiệp mà anh, À, đồng thậm nghiệp chí nó khác với bạn bè anh, vì thằng Việt Nam nó có đồng nghiệp nhưng mà nó có cái bạn bè của nó. từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn ra, tôi giải thích đi, tôi giải thích cho anh nghe rồi, nó không có thực tình, thậm chí rồi Anh nói chuyện thực tình bây là giờ vậy đó, nó đồng thực tình. đồng nghiệp với nhau đây rất là khó thực tình với nhau, nó chả cạnh tranh với nhau mà Đúng đồng nghiệp rồi, với nhau là hai thằng nó làm việc cùng một cái nghề với nhau, đúng cùng một rồi. trong công xưởng với nhau, mấy thằng đó đồng nghiệp mà đồng nghiệp với nhau đó nha, nó ngồi nó ăn nhậu với nhau như vậy đó, nhưng mà mình mà hở ra một cái là nó phải nuốt mình ngay, Nuốt tại sao nuốt nó cái có lập tức, nuốt mình là đúng tại rồi, vì nó muốn nó làm to hơn chúng, làm to hơn mình là vậy đó, thôi chứ vậy không phải nó là nói nó thù vậy. ghét mình cả, nó muốn nuốt Không, mình ra tại vì nó muốn làm cho cuộc đời của nó nở rộng ra, đồng nghiệp bây giờ tôi nói cho nghe một một có anh nói như vậy thì nhiều khi những người dưới diễn đàn này, họ mơ hồ đưa tôi dẫn chứng trên một cái mà rất thực tế trên đời thường. Anh cầm một cái lá tờ vậy, thí dụ như trong một cái xưởng đó hoặc là một cái công ty đó, nó chọn người nó apply, mình apply để mình đi vào nhận hay là không nhận, mình khi nó gọi mình lên để mình trình diện, để mình đó interview mình, để mình vô trong trong hãng mình làm, thì sẽ có những câu này, nó không bao giờ nó nói, không bao giờ nó nói nó không nhận mình cả nha, đó. không bao giờ bây giờ đó nha, nó sẽ nói câu mà không nhận mình theo kinh nghiệm đi xin việc là như vậy. Ok, bạn cứ về nhà đợi chúng tôi gọi, bạn sẽ đi tới làm việc, mày đợi đi, mày đợi đi, mày đợi 3 năm sau đồ quá rồi. Cái là Cái nó kiểu đi ở cái kiểu là nó đếm thúi từ những cái chuyện nhỏ nhặt, những cái nhỏ nhặt là đếm thúi rồi, có nghĩa là thì thôi nói mẹ đi, mày nhận tao là không, để tôi kiếm chỗ khác. Không, đồ của thằng này ôm hồ sơ, đi ôm hồ sơ về nhà ngồi đợi, đi kêu đồ quá, đợi tới Tết con go đồ quá, có nghĩa là nó đếm thúi từ những cái chuyện nhỏ nhặt nhất trong xã hội, thấy không? Rồi cái thứ hai nữa, cái lý do mà anh thấy nó hay mấy chỗ này là cứ là anh thấy giá thị trường bất cứ những cái chuyện gì sinh hoạt, là những cái món ăn, những cái nghề chợ, không bao giờ nó để 3 đồng hoặc là 2 đồng chẳng, 1 đồng Đồng 99. Tại làm sao 2 đồng mà nó đặt ra, mà tại làm sao là 2 đồng mà không bao giờ có cái chuyện tiền chẵn, nó điếm thúi cái gì vậy, nó điếm mức độ vậy, nó khai thác con người, nó bóc lột ngồi đến nỗi là mà nó suy nghĩ, nó ngồi nó suy nghĩ. Mình phải hiểu cái này, mình phải hiểu cái điều này là 1 đồng 99 là đương nhiên nó rõ hơn 2 đồng, tâm lý mà, tâm lý mà đồ mà 2 đồng mắc quá, 1 đồng 99 rẻ hơn 2 đồng là mình mua, nhưng mà đâu có biết đâu là đủ mình, là mình mua đồng chứ là cộng. bây giờ nói chuyện giá cả giờ mới thấy là Việt Nam mình có nó không có cái vụ mà đồng chính chính đâu, mình nói là 20 30 vậy đó, Đúng nó rồi, cái hai cái chục chục không vậy ngồi thôi. Việt tính Nam tính tiền Việt Nam mà nó, 20 30 thằng trong cái anh thấy thằng Mỹ không, thằng không Mỹ đâu, là nó đi bây giờ từ nó nói khổ vậy là đồng chính chính cái vụ đó. có vụ đồng chính chính mua nè, mà cái gì có vụ chính chính thì sao, bực mình nhiều khi khổ vậy. Tôi nói thiệt với anh, nhiều khi mà bây giờ thì mình mới tổng kết được cái điều này, từ hồi nào tới giờ là những cái lời điêu ngoa xảo trá của thằng Mỹ ít người nói chung là họ biết, chắc có nhiều người họ biết nhưng mà có nhiều người họ cũng không để quan tâm, nhưng mà những cái lúc sau này mình mới thấy là càng ngày nó chèn ép mình quá, chèn ép đây là về mặt không phải là quân sự, nhưng mà quân chèn ép về vấn đề coi, thứ nhất là vấn đề ngoại giao, thứ hai là vấn đề kinh tế, thứ ba là vấn đề coi như tôn giáo. Thì tôn giáo mình không nói, có nghĩa là gì, cái gì mà không chứng minh được bằng sách vở, thí dụ như là từ tốn được tôn giáo tôn, thế nào gọi là tự tôn giáo, thế nào gọi là đấy, cái mà không nắm bắt được, không lấy tay sờ được thì nó lôi mình vô rồi nó gọi nó phản anh, nó khổ vậy. Cho nên mình nhiều cái thấy, nhiều cái thấy cứ buồn cười, nhưng mà mình nói như vậy để mình hiểu là đối với thằng chơi đi chơi thì Mỹ rất là nguy hiểm, rồi bởi vì trước mắt là như vậy nhưng mà lúc nào nó cũng kiếm cách nó hại mình cả.
Nếu nó không thích một cái gì đó là bắt đầu nó kiếm chuyện đó. Bây giờ thử, nó đang ban giao Việt Nam rồi đó, bây giờ mình từ chối ban giao với nó coi, rồi bắt đầu là ra rồi bao nhiêu báo chí các cái rồi nó xung kích, nó đem vô, nó bêu riếu rồi nó có một cái mạng lưới coi như là nói xấu kẻ thù, bởi vì nó là chính xác của nó là vậy mà, đâu phải riêng đến nước mình anh. Đất nước nào mà đối không thiện cảm với đất nước nó là chết với nó ngay. Rồi các đài BBC, RFA hùa nhau nói xấu là dựng chuyện tùm lum tà la, nó khổ vậy. Rồi anh nói tiếp đi. Mình nói chuyện về hai cái nền văn hóa em, Đúng cái rồi. nền văn hóa của đồng nghiệp và cái nền văn hóa anh em người Mỹ anh, họ làm việc Rồi. với tất cả mọi người, thành thử là tất cả mọi người là đồng nghiệp, vì nhưng mà đồng nghiệp nó khác anh em, bạn bè nó khác với nhau, đồng nghiệp nó khác với bạn bè. Bạn bè là cái gì mà khi mình chơi mình giao dịch với nhau đó, mình chơi bời với nhau đó, là mình chơi với nhau là tại vì mình mến nhau, mình thích thú lẫn nhau, chứ không phải là tại vì mình muốn đến nhà nó rồi mình tìm cách này cái kia đặng Soi mình cách bói tìm cho cai trị đúng nó rồi. anh, mình muốn tìm cách mình chơi ngồi trên đầu trên cổ. Bạn bè mà chơi với nhau là tại vì mình kính trọng với nhau, mình mến nhau. Người Mỹ họ không có cái bạn bè, Đúng rồi. tôi cái trong cái văn hóa Hoa Kỳ đấy họ không có kính trọng bạn bè, họ không có cái tình nghĩa bạn bè trong cái văn hóa Nó xã hội của họ, đúng đúng rồi, đúng rồi. họ chỉ có Có thể nên quyền lợi. là tại vì thế này này, cái đồng nghiệp đấy mình nhìn thấy cái chuyện này là mình nhìn thấy hoài hoài, mình làm việc với nó là mình đồng nghiệp với nó, hai thằng với nhau này thôi này, làm việc gần với nhau, một thằng thứ nhất một thằng thứ hai, nhưng mà nếu mà khi mà cần á thì cái thằng thứ hai đây nó sẽ ôm vào trong anh, nghĩa là nó ôm anh vào trong lòng một cách rất là thân thiết, rồi nó cầm con dao nó chọc đâm vào sau lưng của anh một cách rất là dễ dàng. Đồng nghiệp Dễ mà dàng, đặng chi đồng nghiệp. vậy, đặng nó chiếm cái vị trí của anh. Đúng rồi. Bởi vì tôi nói cho anh nghe là ở Việt Nam tình bạn thì nó đầy dẫy, tình bạn Bạn bè thấm là hoặc chạy là ra gần chính là cả bạn bè là nhiều. Nhưng ở Mỹ á, cái danh có từ bạn bạn bè bè đâu, họ không có bạn bè đâu, đừng có nghĩ như có vậy. đâu. Mặc dù có không phải là không, nhưng mà hiếm hoi lắm, trẻ khá hỏi hiếm hoi lắm, là bởi vì đồng sinh đồng tử này kia thì còn có thể, chứ còn nước ngoài xã hội Mỹ hai chữ bạn bè hầu như là hiếm hoi, hầu như là hiếm hoi. Nói thẳng là họ không có bạn bè, đúng như anh Phượng nói y chang vậy. Hai đứa cùng làm như tôi nè, rõ ràng như tôi nè, đó là tôi làm Thomson Reuters là làm bao nhiêu năm trời, thì có mấy thằng Mỹ được làm y chang cũng cùng ca như tôi vậy, mà nó chỉ cần chuyển từ ca đêm qua ca ngày Mất thôi là nó coi mình là mất tiêu luôn, coi tiêu gì luôn, mất gặp tiêu mặt nó, gặp mặt nó cũng có lơ luôn, mặc dù nó làm chung với mình, cái là tao với mày làm chung vậy, là ăn cơm chung rồi uống nước chung rồi quán cà phê chung, là trong cái hãng y chang mấy chục năm, mà khi nó la lên khác hai ca rồi là nó coi mình không phải là bạn nó rồi, có bạn bè. nó không có bạn bè. Tôi khổ vậy, nói như vậy để mình nói vậy là cái văn hóa Mỹ nó như vậy, chứ không phải là người Mỹ hôi Xấu xấu, không phải là cũng có nhiều, họ xấu gì, không phải là xấu cái văn nhưng hóa mà cái của họ văn như hóa vậy nó chứ là không có gì vậy hết đó. Khổ vậy, á. bởi vì Mình ở họ đây là mình ở quốc gia của họ thì mình phải hiểu văn hóa phải của họ, mình hiểu. phải sống như họ thôi, chứ còn không có sống không có gì cả. Tại vì tất cả mọi người đến đây đó, căn bản là tất cả mọi người đến đây là mưu tìm cuộc sống khác, một Cuộc sống cuộc khác. sống mới, Ừ. thành thử ra họ chỉ biết cái thân của họ thôi, tất cả mọi người đều là đồng nghiệp với nhau, đi làm việc với nhau mà, người Mỹ là... Bởi vậy khi mà tất cả mọi người đều làm việc với nhau, thành thử ra người Mỹ họ buôn bán giỏi là như vậy đây. Cái thằng cha Mỹ là cái thằng cha nó phát minh ra một đồng 99 đó. Rất là giỏi. Buôn bán rất là Đúng. giỏi anh. Có cái thằng cha nào nó buôn bán dụ dỗ người ta giỏi bằng cái ông Mỹ cả. Đã Mỹ như vậy đúng trong một rồi. thời gian rất là ngắn như vậy đó, là họ buôn bán với tất cả mọi người. Và họ rất giàu nhá. Họ coi như tới bây giờ là họ là một, đâu có bao nhiêu, chưa tới 400 triệu dân mà họ coi như là đều buôn bán tất cả mọi người trên thế giới, và rất là giàu có nhất thế Họ tạo ra mà những giới. cái họ tạo ra những cái mà thí dụ như mà ế quá hoặc là cảm thấy là cái điều đó, mà họ tạo ra những cái ngày bắt buộc phải mua, người dân muốn mua chẳng hạn như là ngày lễ tình nhân họ cũng Đúng tạo ra rồi, luôn, bịa bịa ra, rồi xong là Black Friday ra. nhớ không, Bắt là quay lại bịa ngày ra. nó cũng Má đưa bịa đây, phá đưa đây. ra, Mẹ, bịa ra hết. tôi nói chuyện là má phá ra đây là tôi nói gần tới đây này, gần tới phá ra đây này này. Khách của tôi này, của tôi họ, mình hỏi đang lấy hồ sơ của họ, nó bố tên gì, bố tên gì, nó ông ở đâu, ông ở đó, đó.
có số điện thoại không? Có, lần cuối cùng nói chuyện là hồi nào, nó lâu lắm rồi, nói chuyện nó lâu là bao nhiêu, mười mấy năm rồi, từ hồi tôi bước ra khỏi tôi không nói chuyện. Trời, thấy chưa, cha con. Chứ mỗi năm anh chưa phá ra lên đó. Để nói nghe nè, mình nghĩ là cái nền văn hóa người Mỹ họ không có bạn bè, họ chính xác anh họ, họ bây giờ mình trở lại câu chuyện mà ông bà Kamala Harris với lại cái ông bộ trưởng bộ ngoại giao Clinton Blinken anh hai lần đến Việt Nam anh đâu có Mỹ mà bây giờ nó làm đó, họ đâu có rảnh rỗi đâu, họ cũng bận bịu thế mẹ nữa chứ, tiền họ đâu có đâu, họ phải tiêu 1 tỷ 200 triệu đô la vào cái tòa đại sứ của họ là họ cũng nóng ruột chứ, họ có muốn Việt Nam làm này kia chứ, mà cái gì Việt Nam vẫn chiều được á, tại vì mình chơi với họ mình hiểu mà, cái gì mình chiều được thì mình rất là chiều, còn cái gì mà nó không chiều được rồi đó là không chịu là no, dứt khoát là no, đúng là chính xác, có thể là khi nó hỏi mình không trả lời mình cười nó ừ nhưng mà điều không có làm, mình có thể gật gù vậy nhưng mà điều không có làm thì chính xác anh. Thì khi mà mình không có làm thì nó cũng như là đồng 99 rồi đó, nó bày ra cái chuyện này nó bày ra cái chuyện tự do tôn giáo. Đúng cái rồi. Thằng cha mà ngồi nói chuyện với công sư mà áo vàng ở trong mà nhìn thấy hình á, cái thằng cha đó là nó không có biết mẹ gì về cái Phật giáo cả, tại vì nó chính rẻ xác. Đi nó học trung tâm mà làm sao nó biết được, nó có biết đâu biết gì, bởi vậy mà nó nói chuyện với Việt Nam thì cũng như làm như đó là những một trong những hành động mà rất là vô nghĩa của người Mỹ, của chính phủ Hoa Kỳ, của người Mỹ. Mình giờ mình nói tập tích của lời của cái chính phủ Hoa Kỳ, của cái bộ ngoại giao ở trong của bộ ngoại giao Hoa Kỳ, của cái bộ của cái phòng tôn giáo Hoa Kỳ. Tôi có được nói chuyện với một ông hồi ở Việt Nam ở trong tòa đại sứ Hoa Kỳ mà cái thằng cha tùy viên văn hóa nó ngồi nói chuyện, nó nói tôi một câu đầu tiên, câu thứ nhì tôi nói là tôi nói được rồi, cái tôi bước gì tôi muốn nghe nó nói này. Cái này là mình nói thiệt. Năm 2015 á, ở trong cái phòng ở trong cái tư gia của ông đại sứ Hoa Kỳ có thằng cha tùy viên của nó, ở thằng cha mập tôi nhớ bài Mỹ, người Mỹ đó tình ngồi nói chuyện về đưa cho mình cái cạc cái gì đó tùy viên văn hóa của tòa đại sứ Hoa Kỳ, ngồi nói câu đầu tiên tôi nghe được cha, nói câu thứ nhì là thành phần là mình không có nghe rồi đó, cái mình nói là ok để mình chạy ra chỗ khác, mình không muốn nghe nó nữa. Nó cái thằng cái việc của nó như vậy là cái việc là nó cái việc nó phải làm vậy động. Nó là cái gì động. Nó như là cái việc của nó là như là cái thằng trong chợ đây, nó suối bảy người này người kia mua cái món đồ này mua món đồ kia trước. Đúng khi rồi. mà thế là bỏ bây giờ chẳng bắt nó đi bán hàng mà anh đi bán hàng mà anh đi gõ cửa nhà mình nè, cái biểu bây giờ gần nói là nó biểu là tôi ngày mai đó là công ty tôi đến cái thằng cái nhà bên cạnh ông á, ông để cho tôi diệt cỏ để tôi diệt mối á, tiện đó ông có muốn tôi coi cái nhà của ông mà không, ông có muốn không, tại vì ngày mai nếu mà mình làm cái nhà bên đó mà mình làm cho ông thì mình có thể giảm cho ông. Đúng rồi, trời ơi tôi bị rồi anh. Nó là nó kích động cái nó kích cái gì, nó kích người ta nó kiếm tiền để nó kiếm tiền đồ của nó. Đúng rồi, tôi kể một cái chuyện này, ngày xưa tôi cũng vậy, tôi nó kinh khủng lắm. Tôi tôn giáo anh nói là nó kích động cái đặt mua đồ. Đúng cho rồi. Lên hàng thứ tư một chút. Chính xác anh. Đúng rồi. Chào Hậu Nam. Hậu Nam. Ok. Chào. Con có cái khi hai bố nói chuyện mà con có nghe, nhưng mà con nghe khúc cuối thôi, nhưng mà con biết là khi mà nó tốt về Việt Nam á là mình phải có chừng. Mà từ xưa đến giờ con nói bố này không bao giờ nó nói tốt được, nó phải giữ cái quan điểm lập trường của nó để nó bảo vệ cho cái sai lầm của nó nằm ở trong chiến tranh Việt Nam, biết không? Cái chiến tranh Việt Nam của nó là nó kêu gọi là để chặn cái đường lối cộng sản này kia. Con nói cái không 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 ai khe. Bây giờ đất nước Việt Nam, đất nước cộng sản và đất nước Việt Nam đang tiến lên. Mà nó xạo từ cái thuở khai sinh, có nghĩa là nó xạo mức độ cái cuộc chiến, nguyên nhân mà xảy ra chiến tranh Việt Nam là cuộc chiến cái tàu Vĩnh Bắc Bộ đồ, có nghĩa đó. Là ta tạo ra một cái cớ, nó tạo, nói chung là thằng này nó gian lắm, gian nó tạo nó gian nhiều cái nó gian nhiều cái nó, nó đi từ cái xe, nó đi từ cái xe này qua cái xe khác, bố hiểu không? Nó từ cái xe này qua cái xe khác, có nghĩa là thấy Việt Nam bây giờ phát triển và quan hệ rộng rãi các nước trên thế giới rồi, mà con hỏi bố giờ
Trên thế giới có 5 nước cộng sản, Việt Nam mình chơi thân đâu có phải 5 nước cộng sản đâu, chơi thân với tất cả các nước tư bản luôn. Cái ông mà Bill Clinton đánh giá, ông kêu là Mỹ đánh giá sai về cộng sản Việt Nam. Tại vì đường lối cộng sản Việt Nam nó khác, họ vận dụng cái tư tưởng cộng sản, cái công thức cộng sản vô để giải phóng dân tộc, bảo vệ đất nước và xây dựng đất nước, chứ họ không bành trướng. Thế là bố nên nhớ là cái người mà Bác Hồ gặp để mà nhờ để mà giải phóng dân tộc là cái người Mỹ, cái người đầu tiên Bác Hồ nhờ để giải phóng dân tộc là người Mỹ chứ không phải là người người Trung Quốc. Cái người Mỹ đây thì hiện tại bây giờ đó coi như là thống trị thế giới, hiện tại bây giờ tất cả mọi quốc gia đều mang nợ đó, ai cũng mang nợ Đúng đấy, rồi. kể Dạ từ bố Đức Quốc của họ là Anh Lê cho đến Pháp đến cả người Nga họ cũng là ăn chịu với nhau, chỉ có riêng cứ Việt Nam đó, là cái thằng cha nó không có mang nợ người Mỹ, chẳng những nó không mang nợ người Mỹ đó mà nó còn giúp cho người Mỹ rất là nhiều. Anh tôi thấy là từ hồi mà ngày tôi qua đến bây giờ chưa bao giờ là tôi thấy là một cái ông người quan chức Việt Nam nào mà họ nói một câu mà khiếm nhã với cái chính phủ Hoa Kỳ cả, bao giờ cũng rất là tôn trọng, mặc dù là họ là những người chiến thắng Anh nhưng mà đúng chưa rồi, bao giờ họ bố nói dạ. một cái điều gì khiếm nhã với người cái kẻ bại trận cả. Mà tôi nghĩ là thế này này, đây là cái chuyện là cái quay lại cái chuyện tự do tôn giáo thì đó là cái bản tính bản chất của họ. Mà bây giờ thế này là mình phải ở đây mình mới hiểu một chút này, thế này cái người Mỹ đang nói cái gì cũng vậy, nó nói một một thằng á mà nó nói một cái chiều mà nó đi thế này rồi đó thì bao giờ cũng phải có những cái thằng khác nó phải nói ngược lại một chút, Rồi bố. cái kiểu của nó như vậy á, đồng nghiệp với nhau mà cái bộ ngoại giao nó có nhiều những cái văn phòng này mà nó nói cái kiểu này á, ngay ở trong cái văn phòng nó cái thằng có những viên chức ở đây nó nói cái kiểu này thì bao giờ cũng những cái thằng phải nói ngược lại một chút, thì những cái điều nó ngược lại là thế này nè, ngược lại là gì anh, là Gây chú ý, gây gây cái chú ý, cầu gây chú ý. Nếu mà lời nói thì gây chú ý, bỏ còn kinh vô tế chỗ thì đặt làm cho nó kích động lên một chút, tặng cho bộ đúng máy rồi. nó làm việc theo cái ý của nó. Rõ ràng là cái chuyện này là không phải là cái chuyện mà cái ông ủy ban tôn giáo mà ông đến Việt Nam mà ông nói chuyện cái này kia là đây phải lần đầu tiên này, như Thảo Nam nói là cái chuyện này cũng gì là mới lạ, rất là lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại. À, nhưng mà may mình không phải là chính phủ, mình không phải là quan chức, mình chỉ biết như vậy thôi. Dạ À, ok anh. đó nhưng mà đó là hai cái nhà nước họ chơi với nhau, hai cái bộ phận khác họ chơi với nhau, nhưng mà căn bản là người Mỹ họ không có bạn bè đâu, họ chỉ có đồng nghiệp Đúng với rồi nhau anh. thôi. Okay. Chính xác. Thì cái buổi chuyện nói chuyện ngày hôm nay thì mình cũng muốn vạch trần ra cho mọi người hiểu rằng người Mỹ á, họ rất là, và nếu mà những người nào mà họ coi là không có thiện cảm đối với họ, mặc dù họ bang giao, nhưng mà lúc nào trong đuôi rồi cũng giống như mình bây giờ, anh phải hiểu rằng tất cả có những vị mà coi như lãnh sự quán rồi những tổng thống Mỹ, phó tổng thống, bộ trưởng bộ ngoại giao, bộ trưởng kêu có thể là đều đi thăm kết giao với Việt Nam mình, rất ư là một cái gì đó mà mình cảm thấy là rất là tốt. Nhưng trong khi đó anh thấy rõ ràng thì có những cái có những cái mà có những cái như là bộ ngoại giao này kia thì cũng có những cái đài, những cái đài tiếp riêu như là VOA, BBC, các cái bắt đầu nó công kích Việt Nam mình đó. Thì bữa nay hôm nay cái mình like một chút ít cho với anh Phượng để mình nói ra cái xã hội Mỹ thứ nhất, cái thứ hai là cái đường lối mà coi như là để cho người Việt Nam hiểu được bản chất của người Mỹ thì nó cũng hơi dài rồi đó. Mình cũng vậy là mình nên kết kênh mình kết thúc nơi đây đi. Dạ, ok anh. Rồi anh hẹn một buổi live khác anh Phượng ha. Ok anh. Nhưng mà chắc chắn là tôi nghĩ là người Việt Nam mình hiểu rõ, Hiểu cũng hiểu hiểu rõ, hiểu bởi hiểu 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 anh. bên đây chẳng qua mình nói thừa Tôi thôi, nói chứ thực nè. chất là họ hiểu Đúng hết. rồi. Họ hiểu Ừ, mình hiểu chứ. á. Mình hiểu, mình người dân đường, mình còn hiểu được vậy thì nhà nước họ phải hiểu nhau Đúng rồi chứ. anh, Đâu có gì ok rồi đâu. rồi anh uống cà phê cà pháo đi Ok nha, rồi hẹn rồi anh chào mọi người đi, chào tất chào cả mọi người đi rồi. mọi người, chào tạm biệt. Rồi ok, Chào tạm hẹn biệt. ngày mai sau nha, Ok. một chủ đề khác. Rồi, hồi sáng này là nói chuyện về tuổi nhỏ tuổi trẻ quậy phá mà vui, có không có anh vui quá.
ngày mai ngày mốt tôi đè anh ra tôi không học luôn. Ok anh. Hồi nhỏ yêu mấy tuổi quậy phá vậy hả? Ok, ở đâu okay làm hôm cái qua, gì đó mắc ông công rồi chuyện, mà đúng rồi hôm rồi qua mắc công chuyện không rồi có làm được. Ok anh, ok vậy đi. ok bye rồi ok anh.